cái này là cái vịt nướng Đăng Hoài nha các bạn, ở Phước Bình nha. Cái quán đông khách lắm rồi. Đây nè, khách đang chờ nè. Nướng mà không kịp bán luôn. Ngày bình thường luôn nha, không phải ngày lễ đâu các bạn. Ngày thường thôi chứ không phải ngày lễ nha. Đây là anh chủ tiệm này. Anh chủ tiệm dịch quay ra ngoài nha. Làm như là anh đốt lò than á. Ấy trời ơi, đây khách lại hối đây. Khách hối đây. Chết chưa phỏng nha, chờ từ nha. Chạy. Khách đông quá. Quán bạn rất tuyệt vời. Làm ăn rất là uy tín các bạn. Thịt rất là ngon, ăn thơm ngon, không hôi gì hết. Quay đúng tiêu chuẩn luôn. Đây lại thêm nữa. Đấy trời ơi, đây có người nữa. Ơi. Ơi. Đi ra đang nghỉ khách. Ôi trời ơi, còn đây nữa này. Bữa nay gỗ chuyện rồi, nổi tiếng luôn rồi bạn ơi. Đi ra đang nghỉ khách nè. Ví dụ mà bán mà không đắt á, đi năn nỉ khách mua, bây giờ bán đắt quá giờ cũng năn nỉ khách là sao ta? Bây giờ 3 tiếng đồng hồ nữa tao cũng lấy nữa, nhưng mà tao quay thử coi mày sao. Lửa cháy quá. Số buồn. Thấy mà ba chào gì bố. Người Hà Nội ba ơi. À, các anh chủ tiệm này người Hà Nội nha. À, Hà Nội chứ không phải Hà Lam. Giờ đi lại đây ra năn nỉ khách. Kèo không nói đi, hồi ngày mai mua. Bây giờ nói thẳng đi, hồi có hồi không? Hồi để người ta chờ tội người ta. Bây giờ thông cảm đợi em 20 phút nữa thôi. Con đi làm người. Thôi được. Rồi. Ta chờ ở nhà kìa. Lâu thôi. Thông cảm em. Rồi. Mấy này anh một con. 5 con này sàn dưới là em vẫn bán đúng giá. Còn mấy anh mấy chị đến mua là thông cảm giúp em một tí là đợi em mấy con sàn trên này là em bán. Bớt 20.000. Đấy, cho anh chị bớt tiền xăng về thông cảm giúp em một tí. Nha. Nói lại thật sự là hết cách là em không biết phải làm sao luôn rồi. Đây à. Đêm nay cho mày lết luôn. Năm con dưới là 200.000 một con, 4 con trên 180.000 một con. Đây, nếu khách hàng nào chờ nha. Giảm giá luôn. Ôi trời ơi, trai Hà Nội này. Nhìn trai Hà Nội này siêng năng. Khách quá đông rồi. Đây, thằng bạn vui tính quá. Đây, đi ra năn nỉ người ta đi. Ơi. Cô đó. Đừng hướng bậy nha. Hướng bậy là bể nở đấy. Đây. Lại thêm một người nữa. Chết rồi, bây giờ nó không trả lời nổi luôn rồi. Lâu lâu ở lại đây với em một tí nha. Gấp em tí. Không. Nãy giờ khách đứng đợi lâu quá rồi. Em ơi.
không, để chú làm con. Nướng vịt quay mà khách hàng mà đứng chờ đợi cỡ này thôi nha các bạn. Trời ơi, bên này nè, qua tới bên này luôn, qua tới bên này, trời ơi, đông dữ vậy. Đây, 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 quay nè, đứng sắp hàng luôn nha, người chờ, người đợi, người... Ôi dạ, quá đông. Đấy, đây, đây. Lại có khách nữa bạn ơi. Đây, 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 khách đây. Là lại có khách nữa. Kiểu này là tay tôi luôn. À, cái này là lý do tại sao người ta chờ các bạn. Người ta nói ít mà nó chắc. Cái dân Bình Phước Bình mình không phải là nghèo đâu. Người ta chờ đợi cái những cái đồ ăn ngon, người ta vẫn chờ. Ngon người ta vẫn chờ. Chứ không phải người ta cần nhiều đâu. Nhiều mà dở người ta cũng không thèm nhìn đâu. Phước Bình mình nghèo nhưng mà con cái dân chơi đẹp lắm. Chứ không phải mà bỏ tiền ra mà đồ nhiều đâu. Đây không đồ nhiều, bỏ tiền ra ngon là người ta chờ chờ nãy giờ lâu lắm rồi đó. Chứ đừng có nghĩ bán 20.000 một tượng nha, 20.000 một chén người ta vẫn chờ nha. Đây lại có khách nữa nè, trời ơi khách quá trời khách luôn. Còn các bác nào muốn lên kinh doanh Phước Bình á, thì cứ để ý giùm em một câu là ít mà nó ngon là được rồi. Chứ đừng có bới cho người ta ăn tô đó mà bảo rẻ là không được. Người ta không cần rẻ đâu, người ta cần ngon á. Nhân Phước Bình giờ vậy đó. Lên lắm rồi. Cà lò. Bên kia đâu vẫn chờ tới bên này luôn. Bên kia vẫn ngồi ngóc đầu qua đây chờ. Trời ơi sao mà đông thế.